Chào các em ôn lại các nội dung kiến thức để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 1 nhé. Đầu tiên cần nhớ, hóa học là khoa học nghiên cứu về các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng. Ở bài chất, nội dung các em cần nhớ là chất tạo nên vật thể. Chất có những tính chất nhất định được chia thành hai loại, tính chất vật lý và tính chất hóa học. Cần phân biệt được chất tinh khiết và hỗn hợp. Biết tách chất ra khỏi hỗn hợp dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý. Nội dung câu 2 này nhắc chúng ta nhớ, vật thể có thể tạo nên từ một chất hoặc nhiều chất hoặc một số chất trộn lẫn vào nhau hay còn gọi là hỗn hợp. Trường hợp này chúng ta có bóng đèn, quạt điện, bút bi, quyển vở, cặp sách là những vật thể do nhiều chất tạo nên. Chọn đáp án B. 5 vật thể. Chất có những tính chất nhất định được chia thành hai loại là tính chất vật lý và tính chất hóa học. Tính chất vật lý bao gồm thể, màu, mùi vị, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi. Còn khả năng biến đổi thành chất khác là tính chất hóa học. Vậy câu 3 này chúng ta có đáp án D, cả A và C đều đúng. Làm thế nào để biết được tính chất của chất? Chúng ta có 3 cách: quan sát, dùng dụng cụ đo và làm thí nghiệm. Việc hiểu biết tính chất của chất có 3 cái lợi. Cái lợi thứ nhất là biết nhận biết chất, tức là phân biệt chất này với chất khác. Thứ hai là biết cách sử dụng chất. Thứ ba là biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xuất. Vận dụng vào câu 5 này, biết khí carbonic có thể làm đục nước vôi trong. Do đó, để nhận biết khí carbonic có trong hơi ta thở, người ta dùng nước vôi trong vì nước vôi trong hóa đục. Chọn đáp án A. Hỗn hợp là hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau và có tính chất thay đổi, phụ thuộc vào thành phần các chất có trong hỗn hợp. Paraffin, vật liệu làm nến, là một hỗn hợp của nhiều chất, vậy nhiệt độ nóng chảy của paraffin không cố định. Để tách chất khỏi hỗn hợp, người ta dựa vào tính chất vật lý. Để tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp nước muối, người ta dựa vào sự khác nhau về nhiệt độ sôi. Nội dung tiếp theo, nguyên tử. Cần nhớ các ý chính. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân, có cấu tạo bởi proton mang điện tích dương và neutron không mang điện. Vỏ tạo bởi các electron mang điện tích âm. Trong nguyên tử, số proton bằng số electron. Những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân. Khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử, bởi vì khối lượng electron vô cùng bé, không đáng kể. Khi chọn cụm từ thích hợp, điền vào phần còn trống trong câu sau. Các em chú ý, thông tin đề cho là số electron có trong nguyên tử bằng đúng số proton trong hạt nhân, có nghĩa là số điện tích âm bằng số điện tích dương. Vậy, nguyên tử là hạt trung hòa về điện. Chúng ta chọn đáp án B. Câu 9, hãy chọn phát biểu đúng trong số các câu sau đây. Nguyên tử được tạo thành từ 3 loại hạt nhỏ hơn và không mang điện là neutron, proton và electron. Đây là một phát biểu sai, bởi vì chỉ có neutron không mang điện, còn proton mang điện dương và electron mang điện âm. Trong mỗi nguyên tử, số neutron bằng số electron. Đây cũng là một phát biểu sai. Trong mỗi nguyên tử chỉ khẳng định số proton bằng số electron. Nguyên tử cùng loại có cùng số hạt electron trong hạt nhân cũng là một phát biểu sai. Nguyên tử cùng loại phải có cùng số hạt proton trong hạt nhân. Khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử. Đây là một đáp án đúng. Bởi vì khối lượng electron rất nhỏ, không đáng kể,
nên người ta xem khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử. Ở phần nguyên tố hóa học, chú ý, nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân. Người ta dùng ký hiệu hóa học để biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó. Ví dụ, dùng ký hiệu hóa học H để biểu diễn nguyên tố hydrogen hoặc chỉ đây là một nguyên tử hydrogen. Còn để biểu diễn hai nguyên tử hydrogen thì người ta sẽ viết là 2H. Áp dụng vào câu 10. Nhận xét sau đây gồm hai ý. Nguyên tử deuterium thuộc cùng nguyên tố hóa học với nguyên tử hydrogen vì chúng đều có một proton trong hạt nhân. Cả hai ý đều đúng và ý 2 giải thích cho ý 1. Để biểu diễn nguyên tố hóa học, người ta dùng ký hiệu hóa học. Khi học ký hiệu hóa học, các em cần nhớ ký hiệu hóa học biểu diễn các nguyên tố kim loại và ký hiệu hóa học biểu diễn các nguyên tố phi kim. Ở câu 11 này, lựa chọn A có ký hiệu S là biểu diễn nguyên tố phi kim sulfur hay còn gọi là lưu huỳnh. Câu C, ký hiệu hóa học N biểu diễn nguyên tố nitrogen là một phi kim. Câu D, ký hiệu P là biểu diễn nguyên tố phosphorus cũng là một nguyên tố phi kim. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là câu B. Các cách viết 2Ca, 3Al, 5S lần lượt chỉ hai nguyên tử calcium, 3 nguyên tử aluminium, 5 nguyên tử sulfur. Đáp án đúng là câu C. Để biểu diễn 3 nguyên tử silver bạc, 1 nguyên tử copper đồng, 4 nguyên tử lít chì, người ta viết 3Ag, Cu, 4BB. Đáp án B. Nội dung tiếp theo ở phần nguyên tố hóa học là nguyên tử khối. Cần nhớ, nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử được tính bằng đơn vị carbon. Một đơn vị carbon sẽ bằng 1 phần 12 khối lượng carbon. Nguyên tử khối của carbon bằng 12 DVC. Dựa vào nguyên tử khối, chúng ta có thể so sánh sự nặng nhẹ giữa các nguyên tử, xác định nguyên tố chưa biết và tính khối lượng thực của nguyên tử. Các em chú ý, nguyên tử khối là khối lượng tương đối của một nguyên tử được tính bằng đơn vị carbon, còn khối lượng thực của nguyên tử được tính bằng đơn vị gram. Nguyên tử oxygen nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần so với nguyên tử sulfur? Biết, nguyên tử khối của oxygen là 16, nguyên tử khối của sulfur là 32. Vậy, nguyên tử oxygen nhẹ hơn nguyên tử sulfur. Bằng bao nhiêu lần thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia, lấy nguyên tử khối của oxygen chia cho nguyên tử khối của sulfur. 16 chia 32 được 0,5. Kết luận, nguyên tử oxygen nhẹ hơn bằng 0,5 lần so với nguyên tử sulfur. Chọn đáp án A. Câu tiếp theo là xác định nguyên tố chưa biết dựa theo nguyên tử khối. Ba nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử magnesium. Vậy, lấy khối lượng của một nguyên tử X nhân 3 sẽ bằng khối lượng của một nguyên tử magnesium nhân 2. Nguyên tử khối của Mg là 24. Thực hiện bài toán tìm X xác định được X bằng 16. Nguyên tử khối của X là 16, vậy X thuộc nguyên tố oxygen. Tiếp theo là tính khối lượng thực của một nguyên tử. Nguyên tử carbon có khối lượng bằng 1,9926 x 10^-23 g.
khối lượng tính bằng gam của nguyên tử sodium là bao nhiêu? Chúng ta có một đơn vị carbon sẽ bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử carbon. Lấy 1,9926 nhân 10 mũ trừ 23 chia cho 12. Chúng ta tính được một đơn vị carbon tương ứng với 0,16605 nhân 10 mũ trừ 23 gam. Vậy tương ứng với 23 đơn vị carbon sẽ là 3,82 nhân 10 mũ trừ 23 gam. Đây chính là khối lượng bằng gam của nguyên tử sodium. Chúng ta chọn đáp án C. Nội dung tiếp theo liên quan đến đơn chất và hợp chất, kèm khái niệm về phân tử. Yêu cầu xác định đơn chất và hợp chất dựa vào số nguyên tố hóa học tạo nên chất. Biết phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị carbon và nó bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử. Tính phân tử khối và biết so sánh sự nặng nhẹ giữa các phân tử. Nhắc lại, để xác định chất là đơn chất hay hợp chất, người ta dựa vào số nguyên tố tạo nên chất. Muối ăn được tạo nên từ nguyên tố sodium và nguyên tố chlorine. Vậy, muối ăn được tạo nên từ hai nguyên tố. Do đó, muối ăn là hợp chất. Phosphoric acid có phân tử gồm 3 nguyên tử H, 1 nguyên tử B và 4 nguyên tử O. Vậy, phân tử khối của phosphoric acid là bao nhiêu? Chúng ta sẽ lấy khối lượng của một nguyên tử H nhân 3 cộng cho khối lượng của một nguyên tử B cộng cho khối lượng của nguyên tử O nhân 4 và tính ra được là 98. Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị carbon. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 19. Cho khí oxygen, phân tử gồm hai nguyên tử oxygen, khí sulfur dioxide, phân tử gồm một nguyên tử S và hai nguyên tử O. Hỏi, phân tử sulfur dioxide nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần so với phân tử oxygen? Để trả lời được, chúng ta cần tính phân tử khối của sulfur dioxide bằng cách lấy khối lượng của một nguyên tử lưu huỳnh cộng cho khối lượng của một nguyên tử oxy nhân 2. Tính phân tử khối của oxygen bằng cách lấy khối lượng của một nguyên tử oxy nhân 2. Từ kết quả cho thấy, phân tử sulfur dioxide nặng hơn phân tử oxygen. Nặng hơn bao nhiêu lần? Chúng ta thực hiện phép tính chia. Do đó, đáp án đúng là đáp án D. Phân tử sulfur dioxide nặng hơn 2 lần so với phân tử oxygen. Câu 20. Một hợp chất chưa biết có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hydrogen 47 lần. Để xác định được X, chúng ta cần xử lý những thông tin đề bài cho. Thứ nhất, phân tử hydrogen có phân tử khối bằng khối lượng của nguyên tử H nhân cho 2. Hợp chất chưa biết nặng hơn phân tử hydrogen 47 lần. Vậy, phân tử khối của hợp chất sẽ bằng 47 lần phân tử khối của hydrogen là 94. Mặt khác, hợp chất này phân tử gồm có 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O. Vậy phân tử khối của hợp chất sẽ bằng khối lượng của 1 nguyên tử X nhân 2 cộng cho khối lượng của 1 nguyên tử oxygen. Từ đó suy ra được khối lượng của nguyên tử X nhân 2 cộng cho khối lượng của nguyên tử O sẽ bằng 94. Thực hiện bài toán tìm X, xác định được X bằng 39. Do đó chúng ta chọn đáp án B.
Kiến thức cần nhớ chủ yếu nằm trong hai bài là bài 9 công thức hóa học và bài 10 hóa trị với các nội dung như sau. Lưu ý, các em cần học và nhớ được hóa trị của một số nguyên tố thường gặp. Tiếp theo, các em rèn lại một số dạng bài tập như sau. Các dạng bài tập trong sách giáo khoa này, thầy cô đã hướng dẫn giải trên lớp và có sửa bài tập thêm trong tờ ôn tập. Tiếp theo, cô hướng dẫn trả lời các câu hỏi. Để biểu diễn hai nguyên tử đồng copper, 6 nguyên tử carbon và 3 phân tử chlorine ta viết, các em chọn đáp án B, 2Cu, 6C và 3Cl2. Cách viết 3Al2O2 cho biết, ta chọn đáp án B, 3 nguyên tử aluminium, 2 phân tử oxygen. Công thức hóa học của khí hydrogen, lưu huỳnh, kẽm là đáp án A, H2, S và ZN. Công thức hóa học của kali nitrat, potassium nitrat, phân tử gồm 1K, 1N và 3O được viết là đáp án C. Câu tiếp theo, phân tử khối của C3B4 2 lần. Ta viết sẽ bằng tổng nguyên tử khối của 3 nguyên tử Ca, 2 nguyên tử B và 8 nguyên tử O. Kết quả là 310 DVC, đáp án A. Cho nguyên tử khối của O 16, B bằng 31. Hợp chất B2OY có phân tử khối là 110, giá trị của Y là. Từ phân tử khối của B2OY là 110, ta làm được một biểu thức toán học là 2 nhân 31 cộng Y nhân 16 bằng 110 và tìm ra được Y bằng 3. Đáp án B. Cho nguyên tử khối của N, O và Mg. Từ công thức hóa học của magnesium nitrat MgNO3 2 lần, ta biết được điều gì? Đối với bài này, các em phải nêu được 3 ý. Ý thứ nhất, tên nguyên tố tạo ra chất, đó là magnesium, nitrogen và oxygen. Ý thứ hai, nêu được số nguyên tử có trong mỗi phân tử, thì có một nguyên tử magnesium, hai nguyên tử nitrogen và 6 nguyên tử oxygen. Ý thứ ba, tính được phân tử khối của magnesium nitrate như sau. Và đáp án là ra 148 DVC. Các em chọn đáp án D, cả ba ý trên đều đúng. Từ công thức hóa học của calcium carbonate CaCO3, ta biết trong một phân tử calcium carbonate có. Dựa vào chỉ số của các nguyên tử trong phân tử, chọn đáp án B, một nguyên tử calcium, một nguyên tử carbon, ba nguyên tử oxygen. Từ hóa trị của nguyên tố hydrogen, hãy xác định hóa trị của các nguyên tố còn lại của dãy hợp chất sau. Nhận xét, các hợp chất này đều có H. Vậy khi xác định hóa trị của các nguyên tố còn lại, các em chỉ cần đếm số nguyên tử H có trong hợp chất. Do đó, Br có hóa trị 1, B có hóa trị 3, O có hóa trị 2 và C có hóa trị 4, đáp án A. Từ các công thức hóa học H2CO3, H3BO4 và HNO3, ta biết hóa trị của các nhóm nguyên tử CO3, BO4 và NO3 lần lượt là. Tương tự với bài trên, thì đây cũng là hợp chất có chứa H. Do đó, các em sẽ tính hóa trị của các nhóm nguyên tử dựa vào số nguyên tử H có trong hợp chất. Và đáp án của các em đó là đáp án A. Từ hóa trị của nguyên tố oxygen, hãy xác định hóa trị của các nguyên tố còn lại. Nhận xét, các hợp chất này đều có chứa O. CaO, hóa trị của O là 2. Một nguyên tử Ca liên kết với một nguyên tử O. Khả năng liên kết của Ca và O là bằng nhau. Vậy, nếu O có hóa trị 2, thì Ca sẽ có hóa trị 2. Trong hợp chất SO3, một nguyên tử S liên kết với ba nguyên tử O.
khả năng liên kết của S gấp 3 lần O. O hóa trị 2 thì S hóa trị 6. Tương tự, Na hóa trị 1 và Si hóa trị 4. Đáp án B. Câu tiếp theo, hóa trị của nguyên tố chromium trong hợp chất Cr2O3 là? Gọi hóa trị của Cr là A. Hóa trị của O là 2. Các em nhẩm nhanh hóa trị bằng cách nhân dọc chia ngang. A sẽ bằng 2 nhân 3 chia 2 và kết quả là 3. Đáp án C. Hóa trị của Cr là 3. Câu 33. Cho 4 nguyên tố XY, ZT có hóa trị 2. Các nguyên tố đó là? Ta chọn đáp án C. Đều là các nguyên tố có hóa trị 2. Câu tiếp theo. Trong công thức AXBY, XY là chỉ số, A và B là hóa trị của nguyên tố A và nguyên tố B. Biểu thức nào sau đây đúng với quy tắc hóa trị? Tích của chỉ số và hóa trị nguyên tố A bằng tích của chỉ số và hóa trị nguyên tố B. Ta chọn đáp án B. Câu tiếp theo. Biết nhóm SO4 có hóa trị 2. Hóa trị của nguyên tố Cu và Fe trong công thức hóa học CuSO4 và Fe2SO4 3 lần lần lượt là? Từ công thức của SO4 hóa trị 2, ta tính nhanh được hóa trị của Cu là 2 và hóa trị của Fe là 3. Đáp án D. Barium oxide là hợp chất được tạo bởi hai nguyên tố barium và oxygen. Công thức hóa học của barium oxide sẽ được viết nhanh như sau. Ta điền hóa trị. Hóa trị của barium là 2 và hóa trị của oxygen là 2. Nhận xét, hai hóa trị này có thể tối giản với nhau. Cho biết công thức hóa học của nguyên tố X với O là XO, của Y với H là YH3. Vậy công thức hóa học đúng với hợp chất của X và Y là? Muốn viết nhanh công thức hóa học của X và Y, thì các em phải xác định được hóa trị của X và hóa trị của Y. Hóa trị của X là 2 và hóa trị của Y là 3. Chuyển chéo hóa trị, ta có công thức hóa học của X và Y là đáp án D, X3Y2. Công thức hóa học phù hợp với hóa trị 5 của nitrogen là? Để viết nhanh công thức giữa N hóa trị 5 và O hóa trị 2, ta sẽ chuyển chéo hóa trị và công thức đúng của mình là N2O5. Câu 40. Cho các công thức hóa học sau. Dãy gồm các công thức hóa học viết đúng là? Để biết được công thức hóa học nào đúng, thì các em phải nhẩm nhanh quy tắc hóa trị cho từng công thức. Và đáp án ở đây là dãy 2 và dãy 3, đáp án C. Dãy 1, công thức cao 2 là sai. Dãy 4, công thức NaO là sai. Vậy cô vừa nhắc lại các kiến thức và các dạng bài tập trọng tâm để các em làm bài kiểm tra giữa kỳ môn hóa lớp 8. Các em nhớ học hóa trị các nguyên tố và ôn lại các dạng bài tập vừa rồi. Cô chúc các em kiểm tra thật tốt.